Tình yêu của em đã khiến con tim của anh siết bao rung động. Gì vậy? Gì vậy? Gì vậy? Nha mì. Nè, nè, nè. Làm con tim anh thôi hết xa bằng. Lòng anh trao dâng khát. Mom, he sings sorry for a master broken the way home. Oh, yeah, yeah, yeah. Sorry for breaking this. Mom, he's sorry for breaking this. Mindset. He's the money. He's the son. Một of đời anh luôn ước sao. He's the son. Mà mẹ mệt quá, con nói tiếng nhanh không, mẹ nứt đầu quá trời nhức luôn. Nói tiếng Việt bớt đi. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Cái đồ chơi này sao? Đồ chơi này sao con? Đồ chơi này sao? Mom, I want the shark line. I want the shark line if he's standing up. Then they don't let me stand him up. Then they put this alone. Có bữa mà Hồng Ngọc Hùng nó nhiều tới cái nỗi mà nó nhìn Ngọc nó mà mẹ mẹ mẹ. That's enough kisses. Nó nói là đủ rồi, đủ, không đủ rồi mẹ, không đủ rồi. Phải không con? Không đủ không? Mom, I want candy. Đối với mẹ là không có bao giờ Mom, là đủ. Mom, I'm so hungry, I want candy. Ồ, đói bụng ăn candy hả? No, the can't. The can gì? The can bit. Can bit là can gì? Sợ quá không? Đói bụng mà ăn can bit là ăn can gì? Ăn cái cây ha? No. Đói bụng ăn cây không? Ăn cho no. No. Hay là ăn đá? No. Hay là ăn đấm? No. Ăn gì? Đói bụng ăn gì? Ăn mì ha? I don't want it. Không ăn mì hả? Ăn gì? Strawberry whipped cream. Đâu có đâu, nhà đâu có đâu. Ngày mai mẹ mới đi mua strawberry với whipped cream cho con được. Nào, nhà đâu có đâu. Wait, strawberry? Oh, whipped cream. Nhà ăn whipped cream không được, không được. Không có được ăn whipped cream không. Cái thời, cái giờ này không phải là giờ đi ăn whipped cream không. Giờ mẹ cho con ăn mì. Rồi cái no, mì. No, I want apple. Ăn apple hả? Yeah. Nhà không có apple luôn. Banana. Nhà không có banana luôn. Mình mới đi bà ngoại về, mình đâu có chưa kịp đi chợ búa gì đâu. Mom, ăn gì? Can I look at the freezer one? Vô coi cái tủ lạnh đó hả? Tủ lạnh không có gì ăn hết á. No, I want something in the freezer. Vậy mày lấy sữa chua ăn nha. Let me grab it. Không. I want it. Con lại tủ lạnh là không có gì ăn trong đó. Bây giờ mày phải lấy mì cho con ăn, ok? No, wait, I'm gonna look in there, okay? Mom. Đây, mẹ bồng lại đây coi. Mẹ bồng ở trục đà, ở trục nọc. Let me see it, okay? Đây, ok. Ngồi xuống ăn đi. Mom, it's not open. Chứ là mẹ làm gãy con này. Con biết mở không? Yeah. Biết mở không? Mở, mẹ mở giùm cho. Giỏi, ui trời quá. Quá luôn. Đây nè, cô chú mới order nè. My phone. Cái này điện thoại của mẹ. No, điện thoại con kia kìa. Giờ con ngồi đây đúng không hả? Okay. Ngồi đây rồi sao mẹ làm việc đây? No, I want to. Muốn ngồi đây hả? Ngồi đây rồi sao mẹ làm việc? Trời, mẹ tính bỏ này lên miệng mẹ ăn rồi trời. Mẹ tính bỏ này lên miệng mẹ ăn rồi đó. Trời ơi, video clip chủ trì bữa nay dài nè. Trời ơi, nhỏ thôi. Nhỏ thôi. Cửa này sao mở được vậy? Oops. Này mở được vậy? Chelsea, don't be sad. Maybe we have something for you. And should we tell her? Bây giờ con kể cho bà ngoại nghe cái chuyện mà con chó đi. Con chó về em bé. Con chó mà tối hôm qua sao con khóc? Con chó còn nghiệp lắm hả con? Dạ, hôm qua sao con khóc vụ con chó, con kể mẹ nghe coi.
Hồi tối hôm qua con thấy con chó làm sao mà con nằm con khóc sướt mướt, con coi cái video cho nó nói cái gì. Không có nhớ không? Hôm qua đó cái em bé quậy, cái này bây giờ mày kể lại cho con nhớ nha. Hôm qua con cho mẹ coi cái video mà con nằm con khóc á, là em bé nó lấy cái cây son nó quậy. Đúng không? Rồi cái em bé lấy cây son nó vẽ lên người của con chó, phải không? Cái bà đã bắt ru. Đúng rồi. Con chó nó đâu thích vậy đâu, đúng không? Nó vẽ lên cái cuối cùng cái hư cây son luôn, đúng không? Rồi cái bà mẹ tưởng là con chó làm hư cây son, đúng không? Đúng không? Cái xong rồi cái con chó nó không có làm. Phải không? Cái nó buồn quá, nó khóc, nó buồn quá, nó chạy ra, khi nó nằm lại nó nói là không ai tin nó hết, đúng không? Oh wait, he lay in the grass. Hả? He lay in the grass. Ừ, thì nằm ở dưới bãi cỏ đó, nằm dưới bãi cỏ đó, buồn thiệt là buồn luôn á. Rồi cái con nằm con thấy gì con tội quá, con chảy nước mắt, con khóc quá trời luôn. Đúng không? Con nói là con muốn con chó đó, đúng không? Em bé đó hư quá trời hư. I want that. Don't even go up to chew him. Just only get it up. Là sao? Just only get it up. Dogs ran away, but you never let them out of that door. À, mình không, mình... Don't open the door that one. À, mình... Just open the door this way. Ý là không có mở cửa đi cho con chó chạy ra hả? Hay sao? You should stay in the house. Đây, con dịch là tiếng Việt đi ngoại nghe coi. Nó ngoại đâu hiểu đâu. Nói tiếng Mỹ ngoại đâu có biết đâu. No, you, I... Nó chỉ con, nó chỉ con, nó nói mẹ dịch rồi. Mẹ dịch rồi phải không vậy? Ừ. Mà tại sao con không nói mà con phải để cho mẹ dịch cho mẹ mất công cuộc đời mẹ vậy? Hả? Con ngoại muốn con dịch. Con nói cho ngoại nghe coi con đang ăn gì á. Nói lớn lên. Con đang ăn cereal. Ngoại ơi, con đang ăn cereal. Nó đi ra nó đen cỡ nào, đen cái tay chân nó đen chứ cái mặt nó không đen nha. Không nên nó lạ thì cái mặt nó đưa phơi ra vậy đó mà cái mặt nó lúc nào cũng trắng hồng trắng nõn à. Đây nè, đó còn cái tay chân thì đen, coi được đời không? Đây mẹ đi coi mẹ với con ai đen hơn, đưa tay ra coi. Đưa ra coi ai no, đưa cái tay ra coi ai đen hơn nè. Ai đen hơn? Dạ chị hơn. Mẹ có đen không? Dạ. Mẹ không đen à? Mẹ có tắn không? Có tắn tươi như bông bưởi không? Dạ. Dạ mẹ tắn tươi như bông bưởi à. I need my phone to work. I forgot to my phone. À con cục hết ngồi nói chuyện với mẹ đi. Mà ba đi đâu rồi? Nói cho cô chú nghe ba đi đâu. Ba đi work. Đâu phải, ba đi đâu? Ba đi to the I don't know. Ba đi for gì? For the. Hôm qua ba nó đi, ba nó nói bye bye chay đi voi đã. Cái nó nói mẹ mình có thể nào go as a family không? Mà mình có thể nào đi cả gia đình không không? Rồi bây giờ mẹ chay chở chay đi chơi cô chú ơi. Từ sáng giờ theo mẹ làm công việc rồi. Giờ tới giờ vui chơi tiếng đồng hồ về. Trời ơi mặc đồ đẹp em cô chú. Đẹp ê á. Quá trời đẹp luôn. Đi tướng giang hồ dễ sợ không? Hồ là phải đi tướng vậy đó. Đâu tụi bay đâu ra đón chị vô coi. Chị đang đi tới đây nè, không đứa nào ra chào đón chị hết. Đó đi tướng dữ giờ mặt ngầu vô mặt... À con không thích chị đó hả? À chị đóng chơi con hả? À chị không muốn chơi đó hả? Kênh mặt lên đó, mấy đứa đâu ra đón chị coi. Chị bước vô mà mấy em trốn rồi đâu mất tiêu rồi. Hả? Ngồi với con hả? Ok. Let's go. Ok. The wheel on the bus go round and round. No, that's not the bus. This is the truck. Ồ, cái này không phải chiếc xe bus. Chiếc này là chiếc xe truck hả? Trời ơi, tôi nói chiếc này xe bus nó không chịu. Trời ơi, xe này. Cho coi mình làm bộ đi, pretend đi. Ok. Mom, this is should be the handle. Đúng rồi, rồi con... The wheel on the bus go. Don't sing. Wheel. Rồi chồng cho hát luôn. And left. Rồi quẹo trái. Right. Quẹo trái. To... Rồi đâu nữa? Rồi sao nữa?
Đi thẳng, đi thẳng, dậm ga. Dậm ga. The baby on the bus go. No, sing with me. Hả? Mẹ ngồi với con, mẹ khó quay cho con cho cô chú coi quá mẹ. No. Bây giờ mày đứng đây nè, mày đứng đây nè. Đó. Like the wheel on the bus go round and round. No, go round and round. Mom, and turn around. Round and round. Mom, just turn around and turn around. The JD on the bus go boom boom boom. First, đầu tiên là mình đứng, nhưng mà khi mà mình đứng mà mệt quá là mình ngồi ngay chỗ đó phải không con? Rồi, ơ, cô Trinh cái tấm này đẹp nè, nhìn mẹ cười cái coi, cười, cười, nhìn mẹ cười cái này đẹp nè, cười chi, cười cười cười, sao vậy? Sao bị sướng vậy? Nhờ ơi, mày tập trung nhìn chị đó quá hả? Trời ơi. Thôi, cô trời ơi, cô có mặt đầm mà chơi vậy đó có được rồi không? Hả? Trời ơi, mặt đầm mặt váy mà chơi kiểu đó thôi chứ. Quá dữ rồi. Rồi chụp hình cười. Cười chi. Quá dữ rồi. Trời ơi, thấy hết luôn rồi. Thấy hết luôn rồi. À, con muốn chơi ha? Rồi chơi đi. Chơi đi 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 chơi cầu trượt đi. Đúng rồi, chút nữa chơi sao? Đúng rồi, chút trò chơi đó sao? Ok, mẹ nghe rồi. Dạ. Ôi chà chà, ôi chà, ôi chà. Ok, ok, cái chân thẳng ra. Straight, straight, straight. Đúng rồi, good job. Your turn. Wow, good job. I love your dress, it's so cute. Say thank you. Con đi ra để cho chị xuống, không được, không được, không có đi đường đó được, không có đi đường đó được. Té, té là dập, dập càm luôn á. Pretend to be a monster. À, 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 giả bộ, giả bộ. Giả bộ mẹ là monster hả? Con lại con hỏi rồi, Ola, chị tên gì? What's your name? What's your name? Stephanie? Stephanie, chị đó tên là Stephanie. Con nói là con tên là gì? À, tên nó nói tên nó là Jay đó. Let's go. Con hỏi là chị có muốn chơi với em không? You want to play with me? Được. Đây đây, you wanna be my friend. Hỏi bài hỏi là chị có muốn làm bạn với em không? Em tên là Chay, chị có muốn làm bạn với em không? Trời ơi, ớn ăn chưa? Wanna be my friend, nó là thân thiện lắm cô chú. Chơi với nó là lại nó giới thiệu đồ đồ kia làm ghê lắm. Ngọc hồi nãy Ngọc nói tiếng Việt mà nó hiểu thấy không? Ngọc nói tiếng Việt mà Ngọc nói là con hỏi chị coi chị có muốn chơi với con không? Nó nói dịch qua tiếng Anh đi. Hỏi you wanna play with me không liền. No, goodbye. Nani đó, Nani đó là chắc bà ngoại đó, bà ngoại của con bé đó, đó chứ không phải mẹ đâu. Mạnh lên phải không? Quay đều, quay đều, quay đều. Mối tình nghèo đơn sơ đó. Quay đều, quay đều, quay đều. Rồi để chừng nào nó dừng lại đi, rồi dừng lại. Rồi con nói mẹ ơi, con muốn dừng lại. Lớn lên. Nói lại. Đúng rồi. Con muốn dừng lại. Ok ok rồi dừng lại nha. Qua đây à, mẹ. Rồi chạy đi đi. Đi vô đây là không có mang dép được. Mang dép nó bị hả dính dính cái chân nên vô đây phải mang dài. Mà có khi mấy cái này nó cũng trúng cái chân vô. Đồ dài phải cởi ra nữa. Làm sao? Làm sao? Mà chị đó hỏi làm sao? Chị hơi bad words up.
Cái gì, cái gì? Chị hỏi sao? Khóc. Khóc thì sao? She say what gì? What she say? Trời ơi. Muốn muốn quay lại cho cô chú. I didn't wait for you, but what did she say? What did she ask you? Nothing. Đó, nó phải nói cho mẹ nghe đàng hoàng, không mẹ cho đi về rồi nha. Nói đàng hoàng lại chị đó, chị hỏi cái gì? I don't know. What's your mom name hả? Chị đó chị hỏi what's your mom name hả? Rồi con trả lời là mẹ tên gì? No. Rồi giờ chị đó sao? Chị hiểu không? No, he only say God. Okay. You say God. Rồi à, chị nói sai rồi, chị nói sai. Yeah. Ngọc chạy lại, Ngọc hỏi gì vậy chay? Nó nói mẹ chị đó chỉ hỏi là what's your mom name, là hỏi mẹ của bạn tên gì. Cái đó nói là tên là Ngọc. Mà hả, mà cái chị đó nói không được, chị đó nói là God. Nó nói chị đó nói tên mẹ sai rồi. Nói sao? He said bad things. À, say không đúng phải không? Nói tên không đúng, cô mẹ của người ta nói tên không đúng gì hết. Wow, giỏi. Mà chứ cô nói tên mẹ sao? Cô nói tên mẹ sao? Sai rồi, con nói cũng sai luôn á. Con nói tên mẹ là sao? Nói lại coi. Nó biết tên của mẹ nó tên gì. Trời quá trời ba lần luôn. Trời ơi, có được đời không? Con nói tên mẹ tên gì, con nói lại coi. Còn ủa còn ba tên gì? Ba tên gì? Ba tên gì? Joanne. Tên gì? Joanne. Joanne, đúng rồi. Mẹ tên gì? Tên gì? Mẹ tên gì? Nói tên nói tên mẹ lại coi. Tên mẹ tên gì? Không, nè nè, con nhìn miệng mẹ nè. Con nhìn miệng mẹ nè. Ngọc. Ngọc. Không, sao nãy con nói tên mẹ tôi tên là Bủ Ngạc. Nó là Bủ Ngạc đi, cho chị bí đường luôn, nó Bủ Ngạc. Chị nói không được tên mẹ. Ừ, con nói mẹ em tên là Bủ Ngạc. Bủ Ngạc. Đúng rồi. Trời ơi, hỏi biết mẹ tên gì, người ta phải hỏi mẹ tên gì, biết tên mẹ luôn, thương ghê không? Mưu tốn cơm tốn gạo biết tên luôn, thấy không? Mưu, can you hold me right there? And I'm strong. Trời ơi, mẹ tên là Bú Ngạc. Mama, can you hold me right? Còn bà ngoại tên gì? Bà ngoại Việt Nam tên gì? Có biết bà ngoại Việt Nam tên gì không? I don't know. Bà ngoại tên là... bà ngoại tên là... Này này, mày nói cho. Bà ngoại tên là Vân. Vân. Đúng rồi. Vân, bà ngoại. Đúng rồi, bà ngoại á, bà ngoại Việt Nam tên là Vân. Cô nói đi, Vân. Vân. Đúng rồi. Ông ngoại tên gì? Ông ngoại tên gì? Ông ngoại tên gì? Mom, can you hold me up? Rồi con ông ngoại tên gì? Mom, put the phone down and hold me up. With two hands. Ok, ok, rồi. Bọc liền. Một, hai, ba, đứng lên. Đúng rồi. Hồi nãy con có hỏi mẹ, con có hỏi chỉ là bà ngoại của bạn tên gì không? Hoặc là hỏi mẹ của bạn tên gì không? Nữa giờ muốn chơi này nữa hả? Rồi lên. Rồi lên. Ok. Mẹ bạn tên gì? Nó tên Ngọc. Muốn đập. Faster. Đập với sợ luôn. Mẹ tên Ngọc. Faster. Từ từ. Nhanh chi chứ, nhanh cho cố vô vậy. Faster. Faster. Ông ngoại tên gì? Con biết ông ngoại tên gì không? Dạ. Tên Công. Công. Đúng rồi. Dạ. Con nói đi Công. Con nói đi, nói Công đi. Công. Ông ngoại Công. Ông ngoại Công. Bà ngoại. Không, thôi bà ngoại Bãi đi, bà ngoại Bãi. Đúng rồi. Chú gì, chú gì? Chú gì bên Chicago? Push me now. Chú gì bên Chicago, chú gì? Bên Chicago, bên Chicago có chú gì? Chú Len. Chú Len là bạn của chú Năm. No, I love chú Len. Oh, you love chú Len hả? I love him to hold me and I really... À, con thích chú Len ôm con giỡn với con hả? Trời đất ơi, thương không? Trời ơi. Chú Len cũng có duyên với con chay vậy ta ơi. Con chay nó lớp chú Len, trời ơi. Chú Len nó cũng cưng nó lắm luôn á. I'm his favorite. Vậy luôn á hả? Yeah. Con là hit chú Len favor luôn hả? Trời ơi, ghê chưa? Phải nói nó chọn chú Len mà nghe này chắc ông cười thoải mái luôn á ta ơi. Để chút mày gửi cái đoạn này qua cho ông Len nghe nha.
chúc mày nhắn tin cho ông Len, mày gửi đè đoạn cho ông Len nghe. Ông Len ơi, chày nó nói là chày nó nói là nó thích chơi với ông Len kìa. Còn mà vợ cái gì đó, chồng của bà ngoại Năm là ai? Chú nào? Chú Len. Bảy à? Chú mấy? Chú Năm. Chú Năm sao chú Phô á? Chú Phô là ông ngoại là thứ tư. Nó còn muốn đi qua nhà bà ngoại Năm chơi lại không? Cô có nhớ thằng Su không? Yeah. Cô nhớ Bella là không? À, muốn đi qua nhà chú Năm chơi nữa hả? À, trời ơi, muốn giao nhà ngoại Năm tại vì puppy so cute, là mấy con chó nhà ngoại Năm dễ thương quá đi thôi. Đúng không con? Thôi, chóng mặt á. Mẹ với cô chú đứng đây mà mẹ cô chú còn chóng mặt cái hở chi con. Quá trời dễ thương luôn rồi. À đủ rồi. Dừng lại hả? Ok. Dính chặt nha. Rồi chưa, để dừng lại, mẹ bỏ trâu xuống. Ok. Ôm mẹ. Mẹ tên gì? Đúng rồi, bún ngạc. Thương lắm á, đục đàn á. Để im nó đi. Cái chị đó nãy tên gì quên mất tiêu rồi ta. Rồi dính vô dài rồi phải không? Rồi bước lại chỗ kia ngồi. Kiếm chỗ nào ngồi đi rồi lấy dài lấy ra. Cái chị đó tên gì mẹ quên mất tiêu rồi. Rồi nãy con hỏi tên chị mà. Step gì? Stephanie. Đúng rồi. Đâu dính gì trong vậy đâu. Cái gì dính dài đâu. Nãy mang vớ vô không chịu. Mang vớ vô nói ha, nóng quá gửi ra. Trời ơi, tối nay hai mẹ con mình nhà mình tồi. Sao chạy sợ không chạy? Ở nhà mình có sợ không? Có gì đâu sợ. Mẹ bảo vệ con bảo vệ mẹ nha. Rồi mang về vô. No, you're not scared of monsters. Hả? You're not scared of monsters. You're a big kid. À mẹ là big kid thì là mẹ không có sợ monster. Con có sợ monster không? Trời ơi. Trời ơi, con đi tìm monster luôn hả? Ghê vậy ta. Trời, nó nói mẹ nó là big kid. Chay, mẹ nói là con không có được dùng từ big kid với mẹ là adult. Không, con phải dùng mẹ là strong woman. Mẹ là một người phụ nữ mạnh mẽ, đúng không? Chứ con đâu có giật dùng từ mẹ là big kid. Big kid là giống như mấy cái đứa con nít lớn lớn. Được chứ, ai nói người lớn không được chơi cái này? Ai nói người lớn không được chơi cái này? Mẹ ngồi lên nè, mẹ chơi cái này cao quá ta. Nè, đó chơi này thôi. Đó, mẹ ngồi lên nè. Mẹ bỏ hai chân mày lên mẹ đu nè. Đó. Ai nói mẹ không được chơi? Ôi trời, mẹ ngồi. Trời ơi, mẹ ngồi mẹ đu văn hồi cái tay mẹ chắc tối về mẹ xù lơ luôn á chị ơi. Mà mấy chị kia về hết trơn rồi. Về hết trơn hả? Mấy chị mấy người đó không chơi con hả? Con không chơi thôi, mày tự chơi đi con. Buồn không? À, không chơi mẹ chơi với con ha. Hai mẹ con mình chơi nhau đủ rồi. Ồ, cái này là mình giả, cái này là thuyền phải không? Ok. Thuyền đi. Thuyền ta ngược. Thuyền ta xuôi. Mom, there's boat. Oh. So you can jump on the water and swim all the way. À, nhảy xuống nước. And there's the tower in the back side. Ok. And this goes. Thuyền ta ngược. And thuyền ta xuôi. Wow. Sao? Who's in the grass and some slide and this is. Nói tiếng Anh không nhức đầu quá. This is who climb and this is who climb down and this is who swing right there. Ừ. Nói không hiểu nói gì luôn. Mom, yeah, you understand. À, mẹ hiểu hả? Mẹ hiểu mà con nói cái kiểu gì mà mẹ không hiểu, con nói tiếng Việt mẹ mới hiểu.
Let it go. No. À không mát. Let it go. No, I'm turning that one. Can't know it. Mom, this is tic tac toes. Ờ, cái đó là tic tac toe hả? Là gì vậy? This means the tic tac toe show. Mom, can I take my shoes off? Sao vậy? It's something in the nữa. I'm not gonna wear it off. Ơ trời, con không mang được cái đứt chân thì sao? No, I'm gonna play this more longer. Ok, vậy con ngồi trên đây con chơi ha, chừng nào xuống kia mang vô nha. Ok. Nóng chân quá không? Mom, I'm gonna play this more. Ok. Tic-tac-toes, I get X. Tic-tac-toes, longer we are. Ủa, mà ba đi đâu vậy? Ba đi... Tic-tac-toes. Chị, có nhớ ba đi đâu không chị? Tic-tac-toes, 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 tic-tac-toes. Kiếm chuyện để nói cho nó chứ không nói kiếm cái chuyện đó nó còn nghe tiếng Việt luôn á. Tic-tac-toes. You sing it. Okay. Ba la cây nên gì? Tic-tac-toe. Tic-tac-toe. Yeah, that's the same. Okay. Tic-tac-toe, tic-tic-tuk, tic-tac-tac-tuk-tuk-tuk. Tic-tuk, tic-tac-tac-tuk. Tic tac toe. No, tic tac toe. Don't sing with me. Tic tac toe. We only need the nose. We got tic tac toe. We only need tic tac toe. Dữ. We only need. Quá dữ luôn. We only need tac tac toe. Tic tac toe là gì trời? No, tac toe means the dancing song. À, cái bài đó hát, bài hát nó tên là cái bài hát nhảy nhảy đó đó hả? Quá dữ luôn. We only need two wiggle knees. Underneath being crash. Hay ghê không? Hay dữ không? This is crash. Đúng rồi. So cái đó bị nứt rồi đó. If we touch it, then it's gonna be hurt. Tic tac toe, are you gonna be hurt? We all knows. We gotta be T90. Tối nay chơi ngủ với ai? Mommy. Mẹ mami tiếng Việt là gì? Quá dữ luôn. That's the song. Ừ. Hay cái đầm này màu gì á? Cái đầm này màu gì á? Hả? Bây giờ á mà hả anh nói nó tiếng Việt mà nó dịch lại được tiếng Anh lại con nghĩ là tiếng Việt nó cũng ok, nó hiểu. Nó hiểu dữ lắm, nói gì đâu hiểu hết á. Mà nói nó không chịu nói thôi. Hả? Mẹ à, mẹ đu hiểu hả? Mẹ đu hiểu hả? Không, mẹ không có hiểu tiếng Anh, con nói nhiều mẹ. Mẹ ít. Cái là gì? À, cái bài hát á hả? Nhưng mà mẹ không có hiểu bài hát đó, con phải hát tiếng Việt mà mới hiểu. Con chế ra bài hát tiếng Việt đi. À, con không có chế ra bài hát tiếng Việt được hả? À, dạ không, bây giờ con hát cho mẹ nghe bài một con vịt xẻ hai cái cánh đi. Một con vịt. Trời ơi.